các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Các trợ phương theo phương pháp thực dưỡng. Tiếp theo đó là đối với bệnh cảm. Mười lăm lá trà, 3 năm, 1/2 trái chanh muối, 3 năm trái lớn thì 1/3, một lóng gừng bằng ngón chân cái nướng cho chín rồi băm nhuyễn. Bà thứ này nấu với 1,5 chén nước sắc còn 1 chén, rồi chế nước này vào chén tán sẵn 1 muỗng cơm 1 sáng dây, khuấy đều, thấy bột trong là chín. Nếu chưa chín thì bắt lên bếp khuấy cho chín. Sau đó cho vào 1 muỗng cà phê tương tamari khuấy đều, ăn nóng rồi trùm mền cho ra mồ hôi, không ra gió và ở phòng máy lạnh trước 1 tiếng đồng hồ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.